Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn. Video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ tới anh chị và quý khách hàng một con i10 phân khúc hạng A đời cao xe lướt sản xuất năm 2019, 1.2 số sàn, một con xe mà tương đối đẹp, lốp dép theo xe còn, mới chạy có vài vạn km thôi. Con xe này thì phù hợp với anh chị và quý khách hàng có tầm tiền khuôn hơn 200 mà thích đời cao, xe nhỏ gọn và chạy gia đình hay chạy thêm dịch vụ ổn định, dòng xe mà đứng đầu trong phân khúc hạng A cũng như là siêu bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Thì đây là toàn bộ tổng thành xe này. Con xe này thì em dọn cũng khá là kỹ rồi. Và toàn bộ tổng thành đây, đấy, phần đuôi đèn hậu này, biển 20 Thái Nguyên. Đó, 2019, con xe này thì zin đét hết. Đối với cái tầm khuôn tiền hơn 200 thời điểm này thì anh chị và quý khách hàng lấy con xe này và chạy thì nó sẽ rất là mới, gần như là còn rất đẹp. Đấy, còn rất đẹp luôn. Anh chị và các bác về là cũng chỉ sẵn đi thôi. Xe thì em cũng đã dọn dẹp, đó, bắn tỉa đánh bóng và dọn sơn gầm chúng gì hết rồi. Đấy, xe đây. À, phía trước này và toàn bộ tam ly này, đó, toàn bộ hành vô lăng. Chắc là em sẽ quay cái hành vô lăng cho chị và các bạn. Vì là con xe này nó còn mới lắm, tương đối là mới. Đây, cốp này, toàn bộ cốp này, đó, lòng máng lốp này, đó, toàn bộ lốp đây, cũng như là kích tip và tôn gầm và lòng máng cũng như là cabo thì dín hết, đấy, dín hết luôn. Và anh chị và các bác là thời điểm này chỉ việc chạy thôi. Đấy, đây, toàn bộ táp ly và da ghế này, táp ly sau bên phụ này, táp ly trước này, táp ly trước và toàn bộ phần mặt ca lăng. Con này thì nó là form mới rồi. Đấy, và đối với đời cao này thì nó là xe Việt Nam và nó là máy 1.25. Bởi vì i10 này thì nó chỉ nhập đến 2016 thôi. Đấy, 2017 nó là xe Việt Nam rồi. Máy thì zin từ mặt dàn cò các bác nhá. Máy zin đét từ mặt dàn cò luôn. Đấy, từ những cái pha đẹp này, từ những cái mặt ca lăng nới tản nhiệt này. Đấy, lốp dép thì còn rất là dày và cũng chỉ sẵn đi thôi. Đấy, còn đây, những cái nút này, nút bấm này, nét nguyên, nét nguyên luôn. Rồi là từ những cái vành vô lăng này, sần nguyên bản. Đấy, cổ số này. Đấy, điều hòa rất là mát, ngồi trong xe thì gần như là không nghe tiếng nổ nếu tắt điều hòa đi. Đấy, máy đang để nổ nhá, không nghe được bất cứ một âm thanh nào luôn. Ở mặt lên này thì chỉ nghe thấy tiếng gió thôi, tiếng gió vành vô lăng này. 2019, đây là nó còn đẹp lắm. Đây vành vô lăng đây. Đấy, tiếng còi này. Và toàn bộ cổ số này, sần nguyên luôn, thì những cái bao da nó vẫn mới nguyên tinh như thế này. Đấy, mới tinh luôn. Đấy, toàn bộ từ những cái má ghế này đến phụ, từ những mặt táp lô và toàn bộ tổng thành ghế trong xe. Đấy, một con xe mà sản xuất năm 2019, đồ chơi phụ kiện nó có khá nhiều rồi, có màn hình Android, có cam hành trình, có cam lùi đầy đủ. Đấy, màu trắng và máy 1.25 nhá. Đấy, cam lùi nét căng luôn. Đấy, và toàn bộ tổng thành từ những cái táp ly cửa lái này cho đến những cái nút bấm này, nút bấm cực kỳ nét. Với cái tầm nguồn tiền mà hơn 200 triệu để cho anh chị và quý khách hàng, tầm nguồn tiền mà nó chỉ dao động từ khuôn khoảng 265 triệu là đã bao gồm cả phí rút hồ sơ và thay dầu mỡ rồi. Sẽ có lọc lá và thương lượng cho các bác một chút xíu nữa. Đấy, mà sản xuất 2019, hai chìa nguyên zin. Đây, hai chìa, một chìa này vẫn mới tinh. Ở 2019 nhá, chìa vẫn còn mới tinh luôn. Và tầm tiền thì hơn 200, phù hợp cho anh chị và quý khách hàng về chạy gia đình hay là chạy thêm dịch vụ đều ổn, tiết kiệm nhiên liệu, gầm máy, nội thất, máy số là zin đét. Keo chỉ nguyên bản, không mất một phân keo chỉ nào và gần như là không có lỗi nhá. Đấy, không có lỗi. Và mỗi với một cái mẫu xe nhỏ gọn, và đây i10 nó vẫn là đứng đầu trong phân khúc hạng A từ thời điểm từ ngày trước đến nay. Đó, i10 và Kia Morning. Đó là những mẫu xe phân khúc hạng A đứng đầu từ phân khúc của xe và siêu bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Đồ lá thay thế vô tùng thì nó rất là nhiều, cũng như là rẻ tiền. Gầm bệ lại thì nó đẹp lắm. Đây, gầm này trắng tinh luôn. Đây, cu lốp này. Đấy, gầm này. Toàn bộ gầm này. Đó. Loại này thì không phải đắn đo bất cứ điều gì về gầm và máy rồi, vì nó là sản xuất năm 2019 rồi. Đây. Đó, toàn bộ phần tôn gầm này. Đấy. Vậy thì anh chị và quý khách hàng đang có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và quý khách hàng một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.